Xin chào các bạn. Hôm nay mình vô cái game này mình chơi để mình tạo một cái thử thách mới, thử là mình không có bắn, không có lấy súng, để thử coi khi nào trong cái game này mình chết nha. Khi nào mình để khi nào, coi cái cuối cùng mình được top mấy trong cái game này. Nói với các bạn mà chơi thử cái game này hồi hộp lắm. Mình chơi mình cứ lo hồi hộp thế nào không biết lúc nào nó bắn mình chết. Nó vừa giải trí, nói chung cũng có cái vui mình hồi hộp. Để mình chuẩn bị chọn cái khu vực nào đó mình xuống rồi mình chắc mình phải lo mình chạy thôi, chứ mình chỉ là tìm mà mấy cái nước cái là máu rồi đó. Đạp xuống cái khu cái vườn hoa này rồi. Cái game mày được cái đồ quà đẹp ghê luôn này, cái bản đồ này bắt đầu mới đang thử nghiệm. Không chơi game giải trí thì cũng có hồi hộp lo âu, nhưng mà vấn đề mình nhìn cảnh đẹp cũng khoái lắm, dễ hay ghê. Không biết chạy đi đâu nữa đây. Mà trong game tụi nó chơi là thấy người là bắn, nó không cần biết gì á. Mình hồi đó mình chơi cũng vậy. Để vô cái nhà lấy máu. Nhiều khi tụi nó bắn mình có cái mình bơm sống cho nên không có là mau chết à. Trời lo quá. Chơi gì mà sợ. Ở dòng bò nó xiết vô rồi. Mà cái game này bò nó vô nhanh lắm ngay. Chơi bắn lộn người ta mà tối ngày chạy không. Để mình vô cái nhà này coi, tìm chỗ trốn nè. Tại cái này, cái game này, cái tên nó dạng như sinh tồn á, thì giống như mình thử sinh tồn của mình sống được bao lâu trong cái game này. Lộn này từ mấy cái súng này tự động lộn mà tự động lấy lên nè. Lên đây mình bỏ ra. Phát hiện trên này có một cái lỗ nè, này để leo lên nè. Leo không được ta, được. Quăng cái súng đi, coi như mình tay không vậy. Chạy tiếp vào khu này coi. Hết mấy cái này đi, coi như là không có đạn, nó súng đạn vậy đó. Thế còn sao, nếu bất quá mình chỉ lượm trái lựu đạn ở cuối cùng thôi, coi có top 1 hay không. Mà thấy cũng chắc khó được top 1. Mình thường mình chơi về vô chút chết à. Vô trong mình đứng trước từ từ, chạy bò trước, chạy vô giữa trước đi. Cái con trong này leo không được ta, cao mình cũng leo vô cái nhà này coi. Cái nhà này có cái chỗ nấp mà mình mới phát hiện ra nè, coi có gì lấy được. Có cái lồng nướng mà. Chơi phải thường xuyên sao mới biết được cái chỗ mình trốn cho nó kỹ, chứ tới kiểu mà mình trốn không kỹ là nó giết nhanh lắm.
chạy vô cái khoảng cái tìm khoảng giữa giữa bo chút để hồi mà bo nó rút mình chạy không kịp tụi nó giết mình mau lắm. Nó cứ tự động lấy thì mình phải bỏ đi. Chạy đại chứ không biết chạy đi đâu nữa trời. Vô dưới giữa. Mới đó mà tụi nó giết nhau và còn 27 mạng này. Mình chỉ lấy nước với máu thôi. Ở dưới cái trường còn có 25 tên. Cái này mà người nào chơi giỏi bắn giỏi mới được. Thử có tiếng súng gần quá thì chạy. Mấy cái khu có nhà là thường nó tụi nó cũng hay tới. Mà cái game cái bắn đồi này sao nhà nằm ở dưới thung lũng không à. Nên đứng ở trên đồi này là bắn được hết rồi. Thấy chưa? Mình cũng chưa có rành khu này lắm. Mình sẽ quan sát chút coi trời. Tụi nó bắn tỉa hay lắm ngang đứng đứng nó tỉa ngay là chết à. Bây giờ đi về hướng nào đây trời. Đó mà còn sống có mười mấy tên. Nhanh lắm nha. Đang giữa bo được rồi. Trời hồi hộp ghê luôn, không biết chừng nào chết nữa. Quan sát cho thấy vắng que à trời. Vậy chứ hình nó đoán chết không hai á. Giờ nằm chờ thì chứ không biết chạy đâu luôn á. Lo quá, hồi hộp quá. Đang giữ bò. Tính xe. Súng nhà bắn gì đó.
9 có 8 mạng nè. Không còn đang giữ bo bo rút cái này à. Em bò vào gốc cây bên kia coi sao. Cái này mình giờ đi sống sổng lên thấy bắn hết à. Tưởng tượng cảnh mà đi đánh giặc mà tối ngày bò lết trốn người ta chết quá. Rồi còn có 6 tên nữa. Không đi bò đi đâu đây ta? À, bò vô giữa. Tại cái này mà nó bò nó rút nhanh rồi mình đứng mình chạy là tụi nó thấy liền. Bây giờ bỏ được ta cái đồi dốc bọn đi nữa chứ. Ráng dự bò một chút. Chạy qua cái cây bên kia quá. Nó bắn nhau quá trời. Này là cái bò thôi. Nhà gì đó cũng trống á. Đông vậy trời. Để bò gốc gốc cây đi. Bốn em à, tụi nó chạy sau lưng kìa. Cỏ nó cao cao à, núp chút à. Bắn nha. Tụi nó chạy sát bên nội rồi. Ừ, nó còn mặc áo cỏ nữa. Bị những cái thằng khác diệt nó rồi. Hết máu rồi, bơm máu vô chú Quỳnh nữa. Rồi nó có bước chân cái thằng à, thì lại lấy áo cỏ để chạy. Còn ba em giờ mình đã được cấp 3 đó nha. Trời ơi, bo rút đâu rồi trời. Ừ, xuống cái nhà này gì đây, xuống đường à. Nó bắn nhau. Ngọt quá. Rồi nó giữ được nghe rồi coi. Rồi mình sẽ được cấp 2 đó.
Nó đang chạy đi tìm mình đó nghe. Nó quăng lựu đạn đó quá. Nó quăng kịp, nó chạy mất. Rồi nó thấy mình, nó thấy mình đó. Nó thằng nào nằm, nằm đi làm gì vậy trời. Nó đứng lên luôn mà giống tao bắt mẹ đi. Rồi nó không bắn thả. Thằng này cũng vui thiệt chứ. Này biết nước nào. Đâu vậy? Nó chạy như à, nó chạy vô bo, vô gần bo. Mình đi theo nó coi sao. Ngồi mình nó nhìn. Đó, nó uống nước là mình cũng còn nước mình uống. À, kiểu này là đợi có ai chết trước, ai hết thức uống hết máu trước thì chết trước thôi. Mày nghĩa khí ghê nghe. Máu mình cũng hết nhiều quá rồi, tuột nhiều rồi. Thật sự thì những con thằng nó không giết mình kỳ ta. Làm gì nó quăng khói ung sùm đi trời. Nó làm gì như quăng sương mù gì đó. Giết tao giết mẹ đi. Thằng này cũng tiếu thiệt chứ. Rồi hết bo lần, bo rút rồi. Mình mất máu nhiều rồi nha. Rồi mất máu rồi. Lại top 2 quá. Cũng không kịp rồi. Rồi top 2. Rồi dù sao nó không bắn top 2 cũng được. Trời ơi trời, lần đầu tiên mới thấy.